Luôn em chào mừng em đã quay lại với channel mình. Tập trước mình lúc được cái chinh kẻ thứ 9 thuộc dòng Twilight là cái miếng vải này nè mà. Thì cái này nó sẽ cộng 15% do tháo của mình và trừ 500 nén cũng như là 20% phá 7. Nhưng mà bù lại là khi mà mình đánh nhau ngoài đường ấy, thì nó sẽ cộng cho mình 5 né trong vòng 2-3 đồ. Và cũng như là cộng 20% phá 7 khi mà đánh nhau ở trong phòng. Ok, tập này thì tôi sẽ tiến vào đây để lấy cái chinh kẻ thứ 10 là cái này. Thì cái này nó sẽ mới vô sẽ đánh dấu hết tất cả mọi người luôn, mà kẻ thù sẽ có khả năng đi 20% đam để đánh dấu. Rồi thì mình sẽ đỡ tốn 4 lượt đánh dấu nữa. Nếu đem áo này mình sẽ đỡ tốn 4 lượt đánh dấu nữa, nhưng mà đem mình đánh đội hình đánh dấu ấy. Ok, tập này tôi test luôn đó, cho anh em xem cái chinh kẻ thuộc dòng Contraband là cái Go Serum Injection này. Thì cái này mỗi lần mà mình búp cái gì cho đồng đội thì sẽ có 30% gây một cái triệu chứng Gold Fever trong đội. Triệu chứng đó thì nó sẽ tăng khả năng gọi là tăng cái số lương thực mà anh em tiêu thụ. Nhưng mà bù lại là anh em sẽ được cộng thêm chính xác cũng như là 10% máu khi mà mình búp nha. Khi mình cầm cái này mình búp nha. Còn cái bệnh đó thì tăng khả năng gặp Gold, nên mà tăng khả năng gặp Gold thì chết nhận vào và thèm ăn thôi. Đấy. Cái này thì ngon. Cái này cứ hồ máu là mạnh. Rồi. Quả này đem bên đàn tôn giáo thôi, tại vì bên đàn tôn giáo có vài con như là Crusader và Aura nè, nó có chiêu tăng đam vô mấy con Unholy. Đấy, vũ. Rồi, cho anh em đập đá phát. Vũ, Mizuma, vũ yêu đảng. Chương thấn Shiromaro. Haharot, ok. Rồi. Cà cái chinh kẹt này vô đã. Ok go. Nên chiêu hết cho ta. Rồi nha. Một, hai, ba, bốn. Tàu đến nâng thêm chiêu đã. Đây mấy người này nâng gồ nhưng mà hiện tại họ chưa lên vào 6 rồi. Rồi. Ok. Aura. Ừ, ok đấy. Vũ khí là nâng hết rồi đúng không? Vào. Mua 40 sản đút này. Đút này, cái này. Thêm cái này. Đánh Gold Fever là không có cái này là cũng hơi mệt đấy. Thôi dùng chìa khóa đi. Rồi. Chống hai ô đi rồi. Rụ. Levantine seek to establish an outpost. Are we simply going to let them? Chiếu quả này là tập này mình cố gắng kích hết 4 cái Gold Fever thôi để nó thành bệnh Gold Flare. Gold Flare là một cái bệnh nặng hơn cấp 2 của Gold Fever. Gold Fever mới là triệu chứng thôi anh em ạ. Nhưng mà tăng khả năng gặp Gold để mình đi kiếm Gold rồi. Đó cũng là một cách để kiếm Gold rồi. Này đi. Còn anh em cứ hiến tới hết mấy anh đợi của mình cho nó cầm chinh kẹt đó là mình sẽ tìm được vị trí con gông rồi. Trời ơi, cái này ngon chứ, mới vô hồng 100 máu ngon chứ. Tụi đang với xích này chờ đây. Test thử cái gọi là độ hiệu quả của nó. Ừ, bị tịch vô đây, không dính luôn. À đù. Lớn. Mấy này giáp châu á, che. Tặng máu vô, ùa căng. 40% giáp, revenge 39 đam. Đóng dấu vô này. Chiều đóng dấu này để này phải có phá. Phải có phá giáp giống Lucider mới mạnh được. Họ chết.
Mày sao đánh đây? Thường mà lên đây nó có che, không đánh được. Vẫn đọc vô vị trí của Wanda, Wanda bị bệnh. Mùi độc luôn rồi. Hiu. Đó. Coi như là chưa có chuyện gì xảy ra luôn. Khiêu khích hoặc là đánh dấu vô thằng này thì thằng này đánh dấu không? Khiêu khích đi. Như đây mà húp mấy nhóc. Vô đây mà húp mấy nhóc. Ok. Con đu ti 27% phòng thủ luôn. Kinh dị quá. Bệnh thứ hai luôn, chưa gì bệnh dữ rồi. Ê. Đồ 5% nó nổ hai bệnh luôn kìa. Khi mà bị đánh bản thân sẽ 500 cộng bệnh. Nó phát hai bệnh. Really? 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 14. Khó rồi. Má 500 nổ hai bệnh luôn em. Ảo ma vậy? Nó đi dính độc hoài luôn nè. Vậy nó che sao đánh? Khó. Khó quá. Dồn chết này vậy. Này là vị trí 3 đúng không? Một là heal. Heal đi. Đó, gold fever. Dù chi bị dính gold fever. Bên đây đang rất khó. Bên đây đóng cái sức quyết ở đây. 8 sức quyết. Cái này 70% còn đủ. Gặp mình đánh tay động không? Gặp mấy này chỉ có không tiếng chó này mà. Bao nhiêu bóng đàm. Ok. Giết thằng này đi. Đừng chó giảm anti. Nó giảm anti rồi. Điều chi không one hit nó được. Lên một khúc chết luôn quá đã. Chém đây 13 phản lại 4. Phản thêm 6 đam. Giật thêm cái nữa chết luôn. Giật cái bê tịch nó chết luôn. Chém yêu chi. Nó gặp mấy cầm khiên này. Tem đánh năm tay chịu luôn. Rất khó chịu. Họ đánh dấu lại tiếp tục hụt lần thứ hai. Phát tem này có vấn đề rồi. Này nó bút máu nè. À bữa bộ đồ chân thấn có thắc mắc cái gì mà nó có bút máu liên tục không nè. Đó nãy nó mới bút này giờ nó bút này nè. Nếu mà đánh nhay đậu nó bút hoài thì nó rất là nguy hiểm nha. Đây 28-60. Cái đậu mộng mà 28-60 chém không chết được. Heal anh đây đi. Chí mạng. Bắt lót ngon. Bắt lót đánh chán chết này luôn. Lên. Thêm 100 đam nữa. Rồi đây mà hút mấy thằng nhóc. Heal. Cả anh Sơn của mình để heal rồi. Heal mới hút đam được. Cào 2. Chán vô mày. Từ mình đang lấy lại trận địa. Ừ họ sẽ chết đi mà. Thủ lĩnh vô chi. Cái quyết này ngon. Đấm chết cụ mày. Đọc vô thím, đọc vô banda mà luôn mà. Heal nè. Lên đi bro. Họ sẽ chết chính mình nè. À. Bọn này đỡ, bọn này đánh năm tay cũng đỡ. Bọn đánh xì chết mới phiền. Đánh năm tay chứ còn hồi phục rồi được. Chứ mà đánh xì chết mới phiền. Ok, ổn áp. Thảo đều lắm. Thảo đều lắm mấy bro à. Mình có thể lấy đam Yuchi chẳng hạn. Rồi Yuchi bị gì luôn. Yuchi không bị gì hết. Tâm lý đè hết rồi. Ok mới Yuchi gì thèm ăn rồi đó. Mới đi có 2 ô à. Supply à. Bóc tay đi. Tay đã trống. Vào đây. Đi thẳng đây vòng xuống đây. Xong đấy, quành lại đây qua đây. Hoài má đội hình này gặp thằng này thì chỉ có tan. Đội hình gặp này gặp thằng này thì tan đấy. Không đánh vô vị trí 4 được tan đấy. Đợi lên vị trí 3 hoặc là trong cậy vô bắt ló thôi. Đi sẽ chết. Bạn đòn luôn. Revenge. Khó đấy. Ồ che luôn. Và tàn hình luôn rồi. Senkato. Đi mới đánh xin tàn hình ta. Đánh xin tàn hình mà. Ừ cứ vậy mà chơi nó đi bút vô này tiếp nè. Đây đang đầy cây. Lên một ru. Giết bớt bao tay đi.
giết bớt Mao Tây đi. Không giết được, tiếp tục bật phòng thủ lên. Mao Tây sẽ đánh vô mấy thằng, mấy người bị đánh dấu. Ồ không, nó kéo vị trí của Aura lên, nó kéo Aura lên. Hơi nguy kịch nha. Rồi 13, thằng này gần chết rồi. Mà sao cơ, đánh vô vị trí của Aura. Aura lên 22 xì chết, bị đi búp. Đánh vô Yuji. Yuji bị đánh dấu, tay Nguyên Tem đánh dấu luôn, nó biết đánh nào, đánh này nè. Ừ, khoảng chết một thằng. Tôi đang đợi khiều chích cụ ở đây. Bao Tây đang che đúng không? Giết Bao Tây đi. Giết không được Bao Tây rồi, khiều. Lên em ơi. Lên. Bắn lót. Bắn lót giết này đi. Sao giờ Banna đánh này? Banna đứng vị trí 4 không đánh được. Mà khó quá. Mà tiến lên tiến được có ô à. Che. Cái gì khó quá, mình che đi. Mình che ở đây chán đi. Chán được không? 40%. Nếu chán được, chán thành công. Không dính luôn lấy gì chán. Má lại để đỡ rồi. Cái này là đánh gồng của đậu, khi nào nó hết đợi rồi mình mới giết được nó. Chém này đi. Nó gút rồi trận này. Không kéo không gì hết. 35. Để trong cậy cho bánh lót rồi. Mày láo này, cái bánh lót chọc kiếm nó mới chết thôi. Yuji cố chém mấy này thôi. Nghĩa là cứ lu để bánh lót kéo lên á. 26, ừ kéo lên đi, không kéo. Á à, mà kéo tao lên là mày hay rồi đó. Tại sao mày không kéo tao lên? Lui. Chuẩn bị lấy đà, chuẩn bị lùi lên tiếp. Thì chỉ có nước đó rồi, chứ có nước cờ đó rồi, chứ hết nước cờ rồi. Đó, cho ru nè, ru lụi chích cũ đi. Nếu mà ru lụi tầm 4 phát nữa là 4-5 phát nữa là cúc mà. Tin tưởng bro vải liền, anh em đang ngồi đây gồng. Giữ trận địa. Giết này đi. 3 máu. Vừa đủ sức giết này. XP tịch vô nè, cơ hội nè. Cơ hội, sợ được lưu là phải sợ nó liền. Sencolet chém vô chi 60 đam. Lụng này 59 húp. Hai chọi giống vậy nữa bro ơi. Yuji đang rất đau. Yuji hãy sờ vô này luôn. Rồi Yuji giết này cũng đi. Yuji đang ồ quên cầm máu Yuji, nhưng sao heal được 13 máu ở đây. Đang rất đau. Nó tiếp tục gọi đợi. Cái này bắn lót sờ vô được. Ồ đánh vô vị trí Âu ra. Âu ra phải heal rồi. Heal đi bro. Yuji cầm máu đi. Chém lên xuống này chết là không chết được, đam không phải tối đa. Quả này bên đây phay lẹt đâu có đủ gì đâu. Khó á. Lùi xuống lên ô nữa. Để cho, ủa bắt lót ơi má, hy vọng nó bru là đủ đền lát khớp đó. Tôi trông cậy vô một quả thủ nữa bru nè. Lẹ lên trước khi Yuji nằm. Chi gồng hết não rồi. Ok, bước tàn hình cho con này, nó liệu nó có chặt Yuji không? Nó rã đinh, lẹ lên banh đá với Yuji gồng hết nổi rồi. Cầm máu, cầm độc các kiểu ra điểu vô. Ừ. Má ba lùa, nâng cái nhà kia lên. Cái chiêu cầm độc của mình nó hồi thêm 100 máu, ba lùa. Ông ta giết thằng này hồi máu đi. Giết thằng này hồi máu, cơ hội kìa Bru. Cơ hội đó Bru. Thêm miếng đam nữa. Hiu. Yuji giờ sợ được này, Yuji sợ được. Này đang sức quyết đúng không? Ừ, khoảng chết cụ luôn nè, húp. Nhả đồ cam cho bố. Để cái mạng. Ôi, vãi linh hiu. Vãi linh hiu. Vãi cá linh hiu. Yuji ăn ủi đồng đội. Má nó phải là vãi cá linh hiu 41689. 41-89 chém 66 là hay. Rồi nguyên tại ồ quyến nổi. Mấy chị chém qua đó là quyến rồi. Chị chém qua đó là xong rồi đó. Bru à. Chán được. Giờ chỉ có mỗi chiêu chán thôi. Không chán được luôn. Không chán được là chưa win được. Anh còn một máu rồi. Ngoài láo rồi. Rồi tranh thủ heal thôi.
chi chém rồi nó không ổn, giờ là nó xong rồi. Ồ má, Yuchi có cái này ngon vãi liền nên mà cái này 400% má, nãy giờ họ sẽ chết liên tục cho đồng đội. Họ chết đi Yuchi. Dí luôn, họ không cần dí nó luôn đâu. Nó chết rồi. Nó bị sức quý chết rồi. Họ sẽ chết đi. Tạm biệt mày. Ngã đô cam cho bố. Trời ơi, nó đã. Nó đã. Phải là như vậy. Nó phải là như vậy. Đúng vậy. Cái này chém chiêu chém sức quý của quân chương sẽ thành chiêu gây choáng nữa mà. Nó phải là như vậy. Má, đồ hình này là kiểu bị nó counter mà. Đánh nó ăn là phải là như vậy chứ. Cái này là mythical. Cộng 8 cho tem tôi đâu ai đánh phép đâu. À có đánh phép, NB tịch là phép. Mythical nè. Trời ơi, cắm này cũng được. Cắm này là thế cũng được. Ngon ngon. Đấy, nó phải là như vậy anh em à. Tiếp đi. Giờ chủ yếu là sống sót thôi. Sống sót là đen cái này giờ thôi. Trời ơi. Thằng kia nói chưa giết được tụi tao. Tụi mày nghĩ tụi mày sẽ giết được tụi tao à. Đánh xì chết thì hên xui. Hiểu. Đánh dấu Yuchi của Banda. Cảm ơn mày. Hù liên tục hả Yuchi. Cái chi phun này mạnh quá. Yuchi quá đỉnh. Đúng là đội trưởng. Cố lên tụi bay. Đó kiểu vậy. Cổ vũ đồng đội cực mạnh. Lên đi em. Chơi. À, họ sẽ chết trong đội nào đó. Tỉnh đi bro. Giết màn điêu sẽ chết trước. Trận này nó điêu máu mình không phải là vấn đề đâu. Kể cái thằng khứa này đấm đụ của chiến mạng bóp bóp vẫn sống được. Nhưng mà điêu sẽ chết thì hơi căng. Ok mình luôn cầm máu vô chi nè. Chơi đi bro. Dạ, rồi kéo ra lên không kéo được. Giết thằng khốn nạn ra đi, Yuchi. Yuchi không đi trước. Đánh ồ hù vô này. 25 xì chết nữa quá đã. Mày cút 119 đam. Yuchi điên lên. Sao mà xì chết trong anh ta vậy? Bru. Đấm Yuchi 30. Đánh dấu vô này đi. Ok. Hồi là tiếp tục đánh. Hồi là tiếp tục chém chi à. Hồn máu. Đẩy cung lên là ngon rồi. Tiếp tục lần này đi. Đúng rồi, dành cả anh Sơn của mình để đánh dấu. Ôi giật đẩy này lên là hai này chết. Đẩy này lên là này chết. Vậy thì mình giết này đi. Nó bắn nó làm được. Rồi quá sao họ sẽ chết thôi. Đấm hụt luôn. Quá đã. Hiu. Thêm một người nó dính gold fever. Bắn nó dính gold fever rồi. Như chim dính gold fever. Hồi gold flare luôn rồi. Cộng thêm 100 phòng thủ đồ ăn ăn vào. Để tốn 120 Z nhận vào và 100 gặp gâu. Bên đây thì nó bằng phân nửa bên đây thôi. Bên đây có 100 phòng thủ, bên đây không có. Mở bằng phân nửa. Ok. Cúc mày. Đó, cái kiếm vô chi là sờ nhẹ là chết, sờ nhẹ là chết. Hiểu đây. Giờ còn mở bánh lót nữa thôi. Này là bơm máu rồi bút đam rồi đó. Bơm máu rồi bút đam rồi nên ăn nhiều nó cũng không phải là vấn đề đâu anh em à. Yuchi sợ cái nào là cút cái đó đấy. Họ chết rồi đây. Yuchi không chết, đam tối hiểu rồi. Yuchi, Banda, Banda đánh không xuất quyết luôn, hiu. Phản đòn lên, là mày chết. Họ sẽ chết. Họ sẽ chết. Đánh hồi tem không nào dính sẽ chết luôn, quá đã. Họ sẽ chết lần thứ hai. Dứt điểm trận đấu rồi thôi. Bắn lót. Lại lên nó tính thành câu lượng bây giờ. Đấm nó đi hụt luôn. Rồi lại tiếp tục được hồn áo quá đã. Chiếc. Ý lộn chiêu. Không sao. Vẫn còn vũ trí đây. Lộn chiêu lộn chiêu. Lộn chiêu bây giờ tập. Ok. Hai ba bốn
qua đây. Có cho thám đủ hai cái vendo luôn, có khả năng gặp Slayer nha. Có khả năng lắm á, Bru à. Lấy tiền đi. Cho nó đi sẵn đi. Ok. Không lấy gặp này tiếp đúng không? Chi bóc được cái gì đó, Mata. Hai cục này cũng được. Phá bảy nhiêu đây? 60%, 60. Tên này phá bảy chán rồi. Hình số đó. Bên này hơi chậm, ai cũng chậm. Hồi lại lần này. Lấy sẵn đi. Our cause is righteous, but requires funds. Cười. Không vô thám gì hết, đi qua đây. À quên quên quên, nãy đường này nó không có thông qua mấy đường kia. Cũng như nhưng mà bị vậy đồ ăn hơi tốn đó anh em. Đồ ăn hơi tốn. Bây giờ cái Goldfinger nó nuốt đồ ăn ghê lắm. Ồ, họ Michael Jackson nè. Ok. Đánh vô vị trí của Badlord, trong cậy của Badlord sợ này thôi. Hoặc là giết hết đợi nó đi. Đợi, hoặc gặp hang này đậu, khi nào mới giết được. Ồ, 70% thủ quá đã. Đánh dấu vô. Còn này che Michael Jackson rồi. Revenge. Bây giờ quá này. Hồi chết đi. Đỡ đâu. Giấu vô này. Mình không có gì đánh xiên giáo và giảm phòng thủ nữa. Chỉ gì chỉ có ông ra. Hồi quả này chắc chịu ăn mấy chục xì chết đi đầu rồi. Mấy giờ xì chết nữa. Đánh vô chi 51 đam bắt được phát. Nhưng mà vô chi chịu được. Chén ra đây ra 18 máu, hưu là tiếp. Quá đã. Hàng mà hàng nào cũng 70% phòng thủ. Châu. Châu quá, châu thiệt cơ. Châu thiệt cơ bro. Bây giờ trong cậy vô sức quyết thôi. Hưu đây. Nè nào là vị trí một trang này đúng không? Giết thằng này đi không dính được. Tiếp. Một đam lên. Xì chết đang tăng rất cao. Dậm vô đây. Tiếp tục là tăng xì chết. Quả này xong trận này cắm chạy á. Nếu như may mắn không ai meo đau rồi. Nếu như may mắn. Hình như là không có vụ đó đâu. Tôi thấy hình như là không có vụ đó đâu. Đánh xuống quý vô này vô chi giết được này rồi. Tầm như ra máu 19 37 31 húp. Hiu. Thêm một người dính gâu phía. Lâu ra. Lên bro. Lũi chích cũ đi bro. Đúng rồi, 1.2 luôn mà. Lũi cái 1.2 luôn mà. Vấn đề làm sao để sợ nó được nè. Nó còn câu chuyện nữa. Hậu đam phải bước luôn không. Ui, 16 đam. Xì chết quá đã. Larry home. Chắc che. Ui, che đi. 92 xì chết rồi. Che bro. Làm sao giết được nó đây. Bánh đam phải lùi luôn ô. Rồi mới giết được này. 42 máu một chỗ nó đi à. Không giấu vô mà đi. Vũ chi. Đừng để tao sờ vô được mày đó. Vũ gì vũ gì. Bình tĩnh bro, lưu đây đi. Này bro lũi cái là nó chết à. Nếu bro đi đủ nhanh. Rồi meo đau luôn. Má hỏi kèn meo đau luôn. Hỏi kèn đấu che đâu. Quá đã. Hớp lẹt. 38 khoảng 15 đam cơ hội để dứt điểm đó. Còn ăn cuối này không phải càng là ok rồi. Đấm cái số quý vô hộp luôn. Cơ hội nè. Bỏ lượt. Cơ hội như lại bỏ lượt. Lại tiếp tục hỏi càng. Thì chết đang tăng rất cao. Điều 22 máu đây. Tiếp tục đấm số quý vô không sợ được vô này. Tay mà đánh vô vị trí 4 yếu quá liền. Ăn cái giảm đam đi mày. Giảm 4-800 đam rồi. Xong rồi đó. Cút mày không cút được. Chậu quá. Tại em này không có đánh vị trí 4 mà cũng không có xiên giáp luôn. Không có 5 đốt mà có mình banh đai có 5 đốt thôi.
khó, đánh là chết luôn, đánh nó chết luôn thôi, kêu chết vậy. Gấp gáp gì, từ từ bình tĩnh. Quả này cắm trại cả. Cung hồi sẽ giết ông đội đi, quả này cắm trại độc kinh các kiểu là liễu vô. Đọc kinh các kiểu ra điểu vô. Rồi em kinh gì không, kinh thánh gì không, chết nhận vào. Không nên chiêu này. Chiêu chết bạc ti nè, chiêu chết chính mình nè. Này là 40 chiêu chết rồi nè. Cái đền thờ kia là 20, là 60 rồi. Bên đây mùi nó là 70. Không có chiêu, không có chiêu hồi chết. Này hồi bản thân thôi. Rồi thắm chạy đi tính. Bọn này ăn phát tốn 12 đồ ăn luôn. Nhưng mà lại hồi được 5, thêm 500 xì chết. Mà chắc ăn thường đi. Ăn thường đi. Ăn vừa đủ no thôi. Bờ ru cố hồi chết nè. Sell only heal hoặc ti 5 9. Chống phục kích là không được. Cái đầu không mất cái chống phục kích rồi. Khó. Má game khó, phục kích luôn hay gì không? Không. Bởi luôn đi bro. Ủa có 7 vô bro phá nè, chủ yếu là phá được thì không thôi. Ừ. Vậy nếu mình cắm trại lần nữa là nó sẽ bị mất cái hốc lẹt này. Rồi là từ từ heal siêu chết từ từ, 55 chịu được, 55 heal tầm 4 tên, 4 5 tên gì đó. Khó vô thám. Úi, dính 7. Ừ. Nó chưa vô thám xong nữa nó nhích vô lên ô rồi. Đạo không thế là ăn cái 7. Ôi ơi, đừng đừng ăn, đừng ăn như vậy. Ăn vậy tốn đồ ăn. Có vào thám tiếp. Này đánh nhau nè. Qua đây. Bây giờ quá lót tập trung heal chết. Ôi súng bung lửa luôn, căng. Súng bung lửa là hơi căng, nó bru. Thì khi choáng nó được một tên thôi, không choáng được nó một tên cũng hơi mệt đấy. Heal. Ôi heal chí mạng là hay. Choáng nó được một tên là đánh dấu đây. Revan lên. Tại vì chi đậu hôm nay 55% phòng thủ đi. Khi nào chán nó mới chết. Nếu mà không chán nó được. Valihon. Ôi hồi không đi được sẽ chết tới đây. Chán nó đi. Chán. Chán. Ừ. Chán là thời cơ tới. Không ai đam mà đậu. Không nó trâu quá bro. Đi map này gặp mấy người giáp trâu. Khóc thét. Khóc thét. Đấm nào nấy chưa được lên 20 đam nữa. 20 nó chém mình 20. Ảnh được đi rồi, ảnh được đi, ảnh khè ra 22 29. Vấn đề là xì chết là 24 xì chết quá đã luôn. Ủa, quá đã luôn, có đam vào đây. Giải chết vào đây. Bên đây cần thiết cơ rồi. Nó chuẩn bị kích súng lửa rồi. Quả này đã xong rồi đó. Hồi chết đi. Trời thế sự ta đi ngắm cờ. Tráng ra đi. Rồi này nó bật kích hoạt nổ lên là Duy Chi chém cái lỗ chết rồi. Những đời đánh dấu này giếng này thôi. Mày cung. Vỗ mấy súng lửa mà tráng được tên, vỗ lắm nó phun được tên. Đời là mình cầm được xì chết trong tay là ổn. Hồi đi xì chết là ổn. Đấy, cố mà giữ đi bro. 54 rồi. Hiểu đây. Mày sao? Giờ đâu còn ai cho mày hỏi càng nữa. 63. Ôi má chém cái xì chết tăng như điên. Mà trong cả vô quanh đao vô chi quả này tự hiểu rồi. Chết thêm cái nữa, chết thêm cái xíu quyết nữa chết rồi. Hiểu. Còn ai chưa dính không phiêu bờ. Bên này
ba người dính rồi, ở đây bị bệnh nó không đè nó nữa ta. Cút. Cười. Đủ đem ra. Ú ngon. Giờ mình có win set momental của Yuki rồi. Mình có cái nữa gì á. On first friendly skill use. Tất cả hero sẽ cộng chính xác vào tốc độ. Nghĩa là mới vô mà mình buff thì tất cả nồng độ mình sẽ cộng chính xác vào tốc độ. Mình bị giảm tốc độ. Cộng 25 sẽ chết healing down khi mà bị đánh dấu. Họ đánh là đánh kiểu tăng mà. Set momental của Yuki là kiểu thuộc dạng là tăng cơ. Đưa đầu cho tao quýnh. Ok. Tiếp thôi. Giảm xì chết nhận vào đi. Rồi. Hai quả đồ vàng rồi đó. Xanh 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 rồi đó. Cái thuộc dạng Rally Body Spoil. Cái Momental. Cái đồ cả, cái đồ đỏ, cái đồ vàng. Húp húp húp. Húp mạnh, húp mạnh. Húp mạnh đánh dấu này đi. Này không có giáp. Hay, lấy thằng kia lên 70% giáp chém chết. Đánh dấu vừa chiếu quán lót gần hồ được xì chết rồi, 47 rồi. Kéo tơ. Revenge. Mà tới Aura, Aura cũng chuẩn bị gần nè. Đánh dấu là bật. Bật phản đòn. Bên đây cũng bật phản đòn lên. Bên đây bước lên ô, họ xì chết đi bro. Chính là tâm dòng 4 tên nữa. Kéo lên. Có kéo lên được không? Có kéo lên được luôn. Nhưng mà không sao đó, không phải là vấn đề. Hồi nãy đây bị bệnh là không đè Gaufier lên nữa ta. Ôi, má này giờ công cấp luôn. Giết con đại hoàng đi. Không, không giết được đại hoàng rồi. Những cây. Đấm vô đây hụt luôn, bắt lót nét này ghê ta. Này đấm lúc nào bắt lót cũng hụt á. Ăn chán ngoài. Ừ, có chí mạng là có hồi xì chết. Ăn cái này vô ngoài. Không xuất quyết được. Kéo cung, cũng nổ. Cung nổ hả? Cung nổ rồi ăn cái chán vô. Đó, cầm mũi tên nó đi. Đợi xíu. Đánh vô đây 20 rồi, xì chết tăng tiếp quá đã. Biết làm sao đây bro. Chán này cũng đi. Có chán, có chán. 50% phòng thủ. Tiếp tục là chích xuất quyết ở đây không được. Chém chết luôn đi bro. 128 đam. Tiếp theo là cầm cung. Bên đây 12 xuất quyết rồi, cầm máu cái. Hiu. Hiệu quả value 12 sức quyết 5 tên là 60 máu rồi. Cúc. Không cúc thiếu 4 đam. Ai đó. Ai đó làm gì đó đi. Ai đó làm gì đó đi. Mày sao. Chén Yuki 31. Hiệu xì chết. Rồi. Đẩy đại bàng lên vị trí 2 là nó thú rồi. Cào vô vị trí của Aura. Giết thằng này đi. Không giết được. Thiêu nguyên tiên. Bấm ra 13. Ồ, họ sẽ chết nguyên tiên quá đã. Cút. 90 rồi mà hôm nay luôn. Quả chiếu mạng đó là án tử cho mày rồi đấy. Họ sẽ chết. Mười đam. Thiêu chính mình. Đỡ tốn măng gạt. Cút. À, chén cỡ đó. Thấy cắm chạy luôn á. Cắm chạy luôn đi, cắm chạy đi. Ôi. Cái phòng nãy chưa đi nữa mà đi vòng xuống đây rồi. Lỡ đây có phòng đánh nhau sao? Quái cá lìn. Hù người. Ôi, cái gì mà đau tử vậy? Bru. Cái gì mà tăng một khúc xì chết vậy? Ngon. Ngon. Đó, nó phải là như vậy. Đọc kinh nữa nè. Cơ chơi bình tĩnh chưa? Một phát nữa rồi bro. Ồ bro. Shit bro.
Một miếng nữa thôi bro. Á, bro làm gì? Bro chấp nhận qua nó là bro kiểu vẫn còn muốn hốc lẹt lắm. Nè, 60% cho bro thoát khỏi cái hốc lẹt của bro nè. Ai héo chịu thoát hốc lẹt luôn. Quá đã. Đứt tai luôn. Không chịu thoát hốc lẹt. Bảy à. One more time. Ok. Họ được 8 thì chết. Má dậm cái. Dậm kia cái hai máy thì chết. Tôi không biết cái phòng này. Má tiện đi sót cái phòng này ta. Tốn thời gian rồi. Còn 8 phòng nữa. Để đánh nhau cái nữa nè. Thì có 7 nữa kìa bro. Một cơ hội nữa nè. 60% nguy hiểm quá linh. Dính luôn quá đã rồi. Má rồi, cả đời của bro hấp lẹt vậy đó. Tôi thấy là xong rồi đó. Tôi không thể nào mẹ phí một cái chạy nữa. Để gọi là giải si chết quá này. Phải tự giải con ta thôi. Cái rồi phí phòng đi vòng ngược lại tốn. Quá trời. Ui né. Nguyễn quá. Be gentle. For sale or for study, these artifacts are precious. Ồ, có cái đền nè. Ok. Thêm một cái đền giống vậy nữa là lụm. 29 thì chết rồi. Hành trình đậu ông giải rồi là sự vô vọng của bắt lót. Chuẩn bị cạn lương thực nữa nè. Trong vòng 9 ô nữa. Đi tầm đây cắm trại phát nữa là ok. Âu ra cũng chuẩn bị nữa nè. Chi bóc đi. Không bị gì hết. Hội gâu phiêu bờ. Ê gâu. Mình kia surprise rồi. Cơ hội đó bro. Cơ hội để cho tôi biết ở đây là bố đấy. Ở đây. Che đi. Che đi, che đi. Revenge. Kêu si chết. Mà nó hú ao e mà, nó hú như ao e. Hú si chết ao e, 24 gì chết nữa. Mà đậu lát đánh ranh tích đôi các kiểu thì đậu không vẫn lên si chết thôi. Đó, hú. Hú không, hú, quên hú ao e là bên đất kẹt 2. Này nó hú 1 thôi. Ủa chỗ lâu hụt luôn quá đã. Hụt quá hụt luôn mà. Giết này đi. Không giết được. Ủa lăn vô. Khoảng 5 chích cụ tụi mày luôn. Mày cút 53. Tiếp. Heal. Heal đây. Heal 22. Lên. Giết mấy ác quỷ đi. Giết mấy con ác quỷ đánh hụt luôn. Đánh hụt lên 5 xì chết quá đã. Hồi mấy né 50. Má né 50. What the fuck. Né 50 thì chịu rồi. Ủa đánh vô chi đi. Đúng rồi. Họ đánh phải để phản đòn vô á. Thì bi tịch đồ các kiểu vô. 17 rồi tới aura cho bi mèo đao. Mày cút. Không chết được đam tối thiểu. Giết này đi 42. Một trò nó bắt lót. Cơ hội này bro. Má cơ lập công bro. Má 38 né khó quá. Hồ lăn ra luôn mèo đao. Heal 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 heal. Someone heal, someone heal. Chán luôn. Ủa chán người heal hơi nguy đó. Cung. Né ghê quá. Heal đây được, được chó che cho bro cái nè. Má nó lăn 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 ghê thật. 38 né. Ây da, tự mất máu. Chán rồi đi. Ok. Từ bình tĩnh heal lại. Hù nó giật về, dính frantic heal. Má từ chối heal luôn. Má nguy hiểm vậy. Nguy hiểm vậy bro. Tên sao giết nó. Giết thằng này nè.
này chết rồi. Hiểu chính mình đi. Tại sao dưới đường này? Họ đi nhanh quá. 18, 16 đam, có xuất huyết. Phản đam, cầm máu. Chèo ra tiếp. Đợi đó, đợi. Đợi heal. Giết nó. Ok. Rất đồ cam không mày? Ha, cũng hơi cam xíu. Cam này hơi lạ. Hết băng gạc luôn rồi. À, lại rút khỏi chỗ này hơi nguy hiểm quá. Bắt đầu tới ngưỡng nguy hiểm rồi đó. Còn đánh nhau trận này nữa. Mình hãy né trận này. Né vào tranh đi. Qua đây. Ôi, dính 7 nữa. Step lightly. Khó rồi. Khó quá. Không cho thám không? Không cho thám luôn. Khó quá. Cắm chạy luôn đi. Má em chạy là hết đồ ăn anh em à. Khó rồi. Sáu bên quá lót thì quá lót dính nhiều cái xấu á. Professional. Ôi nhưng chắc phải đánh tầm 2 trận nữa. Một trận đây. Còn trận trong đây nữa. Ba phòng này không biết có trận nào không. Nhưng có lẽ là sẽ còn nhiều đấy. Đánh dấu vô này đi. Từ quán này che cho bắt nó thôi. Ok. Hù. Hù tôi đi, đừng hù ra. Tha cho ra đi. Revenge à. Vô đây mà hút mấy nhóc. Che nè. Solid Advent. Không giết được này luôn. Không sợ được vô kia luôn. Ôi chọn điên luôn rồi má. Hên mà nó phản hụt. Phản đòn lên. Hút máu tiếp. Quát được phát. Chém thằng này đi biết chứ biết sao giờ. Thằng lừa này 4% giáp lận. 13 phản 13. Con đu ti che trong này chịu. Hiểu rồi. 29 phản 11. Hiểu quyên tim. Cơ hội nào đâu. Ây da. 84% giết được. Đó, cơ hội nó bật ru. Đánh dính một lên xì chết à. À giết người rồi lên xì chết do cái món kia. Cầm độc đi. Hiểu đây. Brand đang che 44 máu kinh. Biến hình. Biến hình. Chọn số quyết này. Chém này phản lại không dính. Mày cút 18 đam. Gỡ che ra cho bố. Làm sao giết này đây. Ảnh hú. Má xì chết lên nữa. No hope phải lên. Không có hớp. Không có. Không giải được. Má nãy đụng nó một ngưỡng. Đụng gần giải được đó. Chán nó. Không chán dính luôn. 4 đam phản lại 10. Cầm độc đi. Này chán rồi. Này chi giết được. Bắt đầu á. Che đây cái. Che đây nó thụi. Nó thụi bắt lót cái là bắt lót nằm á. Cút. Chi vẫn hiên ngang lắm. Heal đi bro. Rồi xì chết xì chết. Má xì chết. Heal. Giết nó. Nó bút lên. Bút tiếp. Bút tiếp nè. Cái xúc quyết vô.
Hiệu tiếp. Hiệu 48. Ngon. Hiệu quái vật. Hiệu quái vật giảm đam đó. Không lấy mày hụ xì z hoài. Tao không tin. Mày lên đây. Mày lên đây. 16 xuất huyết. Giải xuất huyết. Đó, búp 66 100 máu nè. Đánh ngay đậu nó búp 99 100 máu luôn. Hơi là hơi bị quỷ diệt. Chán ra đi. Không chán được. Du chứ. Đủ bấm lộn glitch vô sát rồi. Lại chu kè nữa. Ủa đánh hụt luôn. Máu cơ hội để giết nó. Lại. Ủa lại chém hụt. Chán ra đi. Chán được. Má chu kè. Chu kè. Chết rồi. Chua chua chua. Chua nha. Lao luôn ô nè. Ăn thêm cái chán cho mày. Chết đó. Thằng này cút lại hụt nữa. Bắt đầu đó. Dịp chi bắt đầu đánh hụt luôn lại. Rồi hụt quá trời luôn. Né 32. Đánh vô đây 16 19. Cút. Cười. Hiu hiu hiu. Dịp chi giết được này. Mày sao? Cào hai đậu phỏng khó chịu nha. Khó chịu nha. Còn trận nữa. Bình tĩnh. Má đừng đánh hụt đâu mấy bro. Ghê quá. Má tôi đã chô kè mấy bro. Chô kè heo thì à, tay mày cút ấy. Vậy. Ngồi ngửa tay luôn quá đã. Vô nè. Rồi ok, trận này đánh được, trận này đánh được. Trận này đánh được, không có quái bự. Chỉ có con anti warrior bên kia thôi. Cũng thuộc dạng là một con cấp cao đấy. Lên. Nếu mình chém chí mạng thì nó không có gì để dừng sát. Lý thuyết là như vậy. Lên phản đòn. Formation. Đánh dấu đây. Chèo đây, ok. Heal đây. Ồ, đánh vô đây, what the fuck cười. Cứu đàn ông à. Ok, mù vô aura. Má cứu đàn ông thiệt anh em ơi. Quá cười đậu mà không. Giờ mới đi. Đánh vô đây. 19 đam phải là không dính. Thằng này nó che đủ chém chiến mạng nó bị chiến vô chi quả đó giảm 500 đam mà chém 60 và 120 đam đấy. Hơi bị kinh. Hơi bị kinh đánh hụt tiếp. Bánh lót. Lên một ru. Bước cái này ra. Nó giết comment không? Giết này phải giết này nãy dặm anh Ti. Anh Ti CZ cơ lắm. 8 độc 3 tên. Chán rồi đi. Không chán được. Chém đây 18 đam. Giết thằng này nè. Giết thằng này nè. Này dưỡng sát rồi. Mình không có đủ nhanh để phá sát. Đừng có chửi tem. Giết thằng này đi. Trước khi nó tàn hình. Không kịp rồi. Đánh dừng lửa nhay. Không chí mạng nữa nhay. À, kêu cái này lên dựng. Khó chịu lắm. Tàn hình luôn. Chém 23. Heal đây. Đánh xuống quyết này đi. Ba mốt sáu bảy. Giết thằng này đi. Không phá sát được không ta. Không phá sát nổi rồi. Không phá sát lần khốn nạn kia. Nó dựng lên tiếp đó. Chịu. Không kịp rồi. Ủa nó không dựng lên nó ngon. Rồi nó dựng lên mới nhay á. Má dựng lên mới là đánh nhay á. Ui 38. Nguy hiểm tới Yuchi rồi. Yuchi gần meo đau rồi. Cút. Không đủ chết luôn. Thiếu miếng đam. Cầm độc vào đu. Học tên sao cái xác này mất rồi. Cơ Yuchi có đánh xuyên tàng hình. Tới lượt mày.
ở lượt mày. Đọc ra Yurei. Kết thúc trận chiến rồi. Ok ngon. Thôi rút thôi anh em à, không cần lưu luyến gì đây cả. Ok mất công gặp biến nữa, gặp căng nữa nó lắp cho. Xong. Rút. Quá đã. Ồ, thêm cái chinh cạch thứ 10. Quả này lúa bị bệnh là nó không có đè gold fever lên em mà, chứ 30% làm sao mà không dính được. Ok xong. Ok. Có gì không? Không có gì đột biến hết. Cơ xong mình lút được thêm cái chinh cạc mặt nạ này. Một cái kiếm nè, ngon nè, một cái nè. Lại lút được cái gì của Yuchi nữa, cái sáo Yuchi nữa. Rồi, như là cái chinh cạc này. Đánh dấu tất cả mọi người. Mọi người bị đánh dấu sẽ cộng 20 kẻ thù sẽ cộng 20% đam vô những người bị đánh dấu. Ok xong. Chính kẻ thứ 10 rồi đấy, còn hai cái nữa anh em ạ. Ok thì hôm nay video tới thôi. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu anh em thích thích hãy để lại một like, một subscribe. Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau. Còn cái đèn cài dưới này thôi. Ok.